Ngày âm lịch cuối cùng của tháng 9 âm lịch, có hai con giáp này may mắn ngút trời, được thần tài chiếu cố, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, dân gian ta thường có câu, sầu đầu những kẻ ngủ trưa, sang đầu những kẻ say sưa tối ngày. Hay tay làm thì hàm nhai, mà tay quay thì miệng trễ. Ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống nhàn hạ, tiền trong túi sủng rỉnh, thỏa sức ăn mặc mà không phải lo tính toán. Thế nhưng, cuộc sống nào có dễ dàng như thế? Muốn đạt được thứ gì đó, chúng ta đều phải đánh đổi bằng công sức. Giống như việc muốn ăn sung, mặc sướng thì trước hết chúng ta phải làm việc. Song thực tế, không có ít người có cuộc sống phú quý, giàu sang ngay từ khi mới lọt lòng. Tiền bạc lúc nào cũng đủ đầy, sinh ra đã ở ngay vạch đích. Ngược lại, một số người khác lại phải rất vất vả, cực nhọc làm quần quật cả ngày lẫn đêm mới đủ 3 bữa cơm. Cuộc đời nào ai biết trước được điều gì bất ngờ sẽ xảy đến. Có thể ngày hôm nay bạn còn đang vất vả bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, kiếm từng đồng một. Nhưng thời thế đổi thay, có một ngày bạn gặp đúng cơ hội ngàn năm có một, khiến cho bạn đổi vận mà bước sang một trang mới. Cuộc sống không còn lo toan vất vả. Bạn có tiền trang trải cuộc sống, gây dựng cơ ngơi tươi sáng của mình, không điều gì là không thể xảy đến. Khi xem tử vi tháng của 12 con giáp, thấy được tháng 9 âm lịch bởi sự dịch chuyển của sao chiếu mệnh bất ngờ mang đến tia sáng cho vận trình của hai con giáp. Đặc biệt, rơi vào đúng ngày cuối cùng trong tháng, vận may liên tiếp kéo đến, cơ hội đổi vận trong nghề nghiệp, không chỉ sự nghiệp, tiền bạc mà cả tin hỷ sự cũng kéo về. Vậy để biết được hai con giáp may mắn là con giáp nào, không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích nào. Tuổi Tỵ, chúc mừng con giáp đầu tiên nhận được sự may mắn từ thần tài trong ngày này. Cuối tháng 9 âm lịch, những người tuổi Tỵ sẽ gặp được rất nhiều may mắn, cả sự nghiệp và tình cảm đều có bước tiến đáng kể, khiến con giáp này luôn có tinh thần hăng hái, sẵn sàng bắt tay vào mọi việc. Thứ nhất, về sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ có những bước phát triển rõ rệt trong ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch. Một phần lớn là nhờ bạn đã không ngừng cố gắng, nỗ lực, khắc phục khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Lâm quan giúp con giáp giàu kinh nghiệm này luôn hăng hái khi bắt tay vào công việc và thái độ đó khiến bạn chẳng hề ngại ngần trước khó khăn. Bạn biết rằng khó khăn chính là cơ hội tốt để giúp mình rèn luyện bản thân cũng như khẳng định vị thế của mình. Vì vậy, trong khi mọi người có xu hướng trốn tránh khi được giao trọng trách thì bạn lại sẵn sàng đứng ra nhận nhiệm vụ. Sự năng nổ, hoạt bát cũng giúp ích rất lớn trong việc mở rộng các mối quan hệ. Bạn nhận thấy rằng tinh thần đoàn kết sẽ giúp tập thể phát triển vững mạnh, đồng thời cũng giúp mình có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi. Thiên vu cát tinh là dấu hiệu tích cực trên con đường thăng quan, tiến chức của bạn. Chỉ cần không ngừng cố gắng phấn đấu, bạn sẽ đạt được cái đích mà mình đặt ra, đồng thời ghi điểm cho mắt lãnh đạo, tự tạo cơ hội để thăng tiến. Tuy nhiên, có một điều đáng lưu ý, bạn cần phải giữ sự khiêm tốn, biết lắng nghe ở trong bất kỳ tình huống nào, ngay cả khi bạn đã đạt được thành công và vượt lên trên nhiều người khác. Đừng để sự kiêu ngạo hay bất cần của mình khiến mọi công sức từ trước đều đổ sông, đổ bể hoặc khiến mình vô tình đắc tội với người khác. Không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người, nhưng tốt nhất là ta nên hạn chế làm mất lòng người khác. Thứ hai, về tài lộc. Nguyệt lệnh lâm quan cũng mang lại nhiều may mắn cho người tuổi Tỵ trên con đường tài lộc. Bạn có khá nhiều cơ hội để cải thiện tình hình tài chính của bản thân. Với người làm công ăn lương, bạn đã đạt được những mục tiêu mà mình đề ra, gây ấn tượng với cấp trên nên rất có thể bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là được thăng chức, tăng lương, khiến đời sống gia đình được cải thiện ít nhiều. Nếu là người làm nghề tự do hoặc các công việc tay trái, tin rằng với sự cần cù, chăm chỉ của mình,
bạn cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức lao động của mình. Người làm ăn kinh doanh có tư duy khá độc lập và kiên định trong khoảng thời gian này. Bạn luôn tự chủ trong việc đưa ra quyết định và thường xuyên không phụ thuộc vào bất cứ ai. Nếu kết hợp được cả hai mặt, vừa quyết đoán vừa biết lắng nghe, thì bạn sẽ chạm tay vào những cơ hội triển vọng, giúp số tiền trong tài khoản ngân hàng tăng lên nhanh chóng. Có điều, người tuổi này cần phải chú ý đến tác động của tiêu hao đối với tình hình tài chính của mình. Trong những ngày này, có thể bạn sẽ phải tiêu pha nhiều cho những nhu cầu cuộc sống. Vì thế, bạn tốt nhất nên mua những món đồ cần thiết, hạn chế chạy theo hứng thú nhất thời hoặc khoe khoang thể hiện trước mắt người khác, khiến số tiền phải tiêu pha đã nhiều, nay còn nhiều hơn. Thứ ba, về tình cảm. Người tuổi Tỵ có nhiều tín hiệu tích cực trên con đường nhân duyên trong ngày cuối tháng 9 âm lịch nhờ tác động của cục diện hỏa thổ tương sinh. Quan hệ giữa người với người tốt đẹp khiến bạn gặp được nhiều điều thuận lợi trong cả cuộc sống và tình cảm. Với những người còn độc thân, bạn biết phát huy nét quyến rũ của mình, nhờ thế mà bạn nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của người khác giới. Thời điểm này, bạn có thể mở rộng các mối quan hệ của mình cho các đối tượng triển vọng có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về bản thân. Bản mệnh không nhất thiết phải vội vàng đến với ai, mà hãy thông qua quá trình trò chuyện, tiếp xúc để nhận định xem ai là người phù hợp nhất với mình. Tin rằng thái độ tích cực và thiện chí sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được người ưng ý. Với những người đã lập gia đình, bạn và người ấy ngày một thấu hiểu nhau hơn. Hai người còn là hậu phương vững chắc của đối phương, giúp nhau cùng vượt qua sóng gió và thử thách. Bạn luôn yêu mến mái nhà của mình, vì vậy quay về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi luôn khiến bạn cảm thấy được sự thư giãn. Mong là hai người sẽ tiếp tục duy trì được tình cảm tốt đẹp này không chỉ trong tháng 9 mà còn là ở tất cả các tháng về sau. Tuổi Thân. Con giáp may mắn thứ hai xin được chúc mừng. Con giáp may mắn thứ hai xin được chúc mừng con giáp tuổi Thân. Về cơ bản, ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch là một ngày khá thuận lợi đối với người tuổi Thân. Bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, sự nghiệp có bước phát triển thuận lợi. Đồng thời, phương diện tình cảm cũng có dấu hiệu khởi sắc. Thứ nhất, về sự nghiệp. Công việc của người tuổi Thân đang có những bước tiến vững chắc nhờ có tam hội nâng đỡ. Những mối quan hệ xã giao thuận lợi có thể giúp đỡ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng. Người này có thể giúp bạn giải quyết nhiều khúc mắc còn tồn tại trong khoảng thời gian trước đó hoặc vạch ra những bước đi triển vọng cho tương lai. Bạn hãy chăm chỉ làm việc hết mình, có như vậy thì bạn sẽ đạt được những mục tiêu mà mình đã đề ra. Việc được quý nhân giúp đỡ chỉ là một phần, quan trọng là chính bạn phải biết nắm bắt cơ hội thuộc về mình. Người trẻ tuổi luôn cảm thấy hăng hái, tràn đầy sức sống mỗi khi bắt tay vào công việc. Chính sự nhiệt tình và năng nổ này sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên. Bạn có thể được phân công cho những nhiệm vụ quan trọng, nếu hoàn thành tốt thì cơ hội thăng tiến nằm trong tầm tay. Tuy nhiên, dưới tác động của sao bệnh, một vài người sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không thích tham gia các hoạt động xã giao, không muốn cố gắng nếu vướng phải khó khăn, thất bại. Bạn cần chấn chỉnh tinh thần của mình, bởi nếu không chịu cố gắng thì bạn sẽ tạo cơ hội cho người khác vượt qua mình. Nguyệt Mã là cát tinh phù trợ cho công việc của bạn phát triển rực rỡ. Vì vậy, đừng lo lắng rằng sự cố gắng của mình là vô ích hoặc sớm muộn cũng đổ sông đổ bể. Sự cố gắng của bạn luôn được mọi người ghi nhận và cấp trên đánh giá. Chỉ cần bạn bỏ công, bỏ sức thì chẳng lo không nhận được phần thưởng trong tương lai. Thứ hai, về tài lộc. Tài lộc của người tuổi Thân có những điểm sáng rực rỡ trong ngày cuối tháng 9. Chắc hẳn bạn sẽ kiếm được một khoản kha khá, hoàn toàn xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Tam hội giúp bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa và bạn sẽ được giới thiệu cho những cơ hội thích hợp để mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc được tiếp xúc với những khách hàng, đối tác phát triển. Dịch mã cho thấy bạn có thể sẽ phải chạy ngược, chạy xuôi, thậm chí làm việc vất vả, phải nghỉ ngơi ít hơn người khác nếu muốn kiếm được một khoản kha khá. Nếu bạn sẵn sàng đánh đổi thì sẽ được sở hữu một khối tài sản khiến người khác ngưỡng mộ. Điều đáng mừng là tất cả số tiền bạn kiếm được vào thời điểm này đều dựa vào công sức của chính bạn. Bạn có thể hoàn toàn yên tâm và tự hào vì những gì mà mình đã làm và đạt được. Có thể nói, bạn đang bước những bước tiến vững chắc trên con đường phát triển của mình. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý là dưới tác động của nguyên lệnh lâm bệnh, bạn có thể sẽ phải tốn một khoản cho vấn đề sức khỏe của mình. Nếu muốn hạn chế điều này, bạn cần phải giữ cho mình một cơ thể khỏe mạnh ngay từ bây giờ.
Nếu thấy cơ thể không khỏe mạnh, bạn nên đi khám ngay chứ không nên chần chừ, do dự khiến bệnh tật ngày một trở nặng. Thứ ba, về tình cảm. Tình duyên của người tuổi Thân có nhiều bước chuyển biến tích cực trong ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch. Bạn vốn là con giáp vui tính, có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ. Nhờ thế mà các mối quan hệ tình cảm nam nữ cũng có dấu hiệu tăng lên. Nếu còn độc thân, bạn dần mở lòng hơn với những đối tượng tiếp xúc với mình. Bạn nhận ra rằng mình không thể cứ sống mãi trong thế giới cá nhân, đồng thời hiểu được cảm giác hạnh phúc khi có một người luôn quan tâm, chăm sóc đến mình. Nhờ vậy, bạn nhiệt tình hơn khi tiếp xúc với người khác giới. Con giáp cũng không còn quá phản đối những buổi tiếp xúc, gặp gỡ do người thân hoặc bạn bè sắp xếp cho mình. Thái độ nhiệt tình và cởi mở của bạn sẽ bật tín hiệu xanh cho những đối tượng vốn dĩ đã có thiện cảm với bạn. Đời sống gia đình của các cặp vợ chồng cũng rất yên bình và hòa thuận. Đôi bên đang ngày một thấu hiểu và bao dung hơn cho nhau. Nếu có bất cứ mâu thuẫn gì nảy sinh, bạn và người ấy không so đo người thắng, kẻ thua, mà luôn chú ý lắng nghe đối phương để có thể tìm ra giải pháp ứng phó. Nếu có tâm sự gì, bạn không nên giấu trong lòng vì sợ người ấy lo lắng. Hãy tâm sự với người ấy để cảm thấy nhẹ lòng hơn. Đồng thời, hai người cùng đồng tâm, hiệp lực sẽ giúp việc hóa giải những khó khăn, trắc trở, trở nên đơn giản hơn nhiều. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.